Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tóm tắt phim của M2 Deal Channel. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến phần tiếp theo của bộ series Yu-Gi-Oh! Duel Monster GX, cùng xem mối đe dọa nào tiếp theo mà nhóm Jirai sẽ đương đầu nha. Let's go! Sau khi chiến thắng đối thủ đầu tiên bên phía thất tinh là Darkness, Jirai đã tỉnh dậy nhưng sức khỏe vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Còn Darkness giờ đây là Fubuki, anh trai của Asuka thì vẫn còn đang hôn mê. Tình hình vài ngày gần đây, trong học viện xuất hiện lời đồn rằng đã gặp một người phụ nữ đẹp tuyệt trần, có răng nanh giống như ma cà rồng xuất hiện ở bên ngoài. Nhóm Sudai và thầy hiệu trưởng cũng đã nghe được tin này, dặn dò mọi người hãy cảnh giác, có thể đây chính là đối thủ tiếp theo. Mọi người về phòng chuẩn bị những lá bài của mình. Trong lúc đó, có những con dơi đã canh lén nhìn trộm, còn thầy Datokuji thì lo niệm chú để trừ tà xua đuổi, khi nó cảm thấy không biết sếp mình kêu đứng canh ông này làm cái gì. Và chúng chính là những con pet mà đối thủ tiếp theo nhóm Jodai sẽ đối diện. Cô ta là Macaron Camilla, cô đã đến Duel Academy và ra lệnh cho những chú dơi bay đi dò thám tình hình. Mục tiêu của cô chính là Kaiser. Tối hôm đó, cô ta đứng chờ mọi người ở hồ nước, trải thảm đỏ để mời gọi. Mọi người đang quyết định xem ai sẽ chiến đấu tiếp theo. Hai ông thầy nhát quá, bèn lùi bước về sau để thấy tụi nhỏ rõ hơn. Nhưng vô tình đụng chúng nhau, khiến ông giáo sư vô tình nhảy lên đầu tiên. Lỡ bước lên rồi, bỏ chạy trước mặt tụi nhỏ thì cũng kỳ, nên đành tiên phong luôn. Đối thủ cuối cùng cũng xuất hiện, thấy mục tiêu không phải là một anh chàng đẹp trai khuôn ngầu, thay vào đó là một ông chú với mái tóc vàng không thể nam tính hơn, nên đã đề nghị đổi người. Đụng chạm đến lòng tự ái của giáo sư, ông khiêu khích đối thủ và cô đã đồng ý. Luật của trò chơi rất đơn giản, ai thua thì linh hồn của người đó sẽ bị nhốt vào trong con búp bê này. Đó chính là lý do tại sao mà cô muốn đối thủ là Kaiser. Bắt đầu nhanh thôi. Camilla rút bài, triệu hồi người sói bất tử ở thế công, úp một lá và kết thúc lượt. Giáo sư vẫn như mọi khi, luôn luôn khinh thường đối thủ, rút bài, kích hoạt ma pháp vĩnh cửu, lâu đài cổ xưa. Sau đó triệu hồi Anti-Gear Soldier được tăng thêm 300 sức công nhờ có ma pháp môi trường, tấn công tiêu diệt được người sói bất tử, khiến đối phương còn 3.600 điểm. Cô ta kích hoạt khả năng đặc biệt quái thú của mình. Khi lá bài này bị tiêu diệt trong trận đấu, nó có thể triệu hồi đặc biệt một quái thú cùng tên từ bộ bài với sức công được gia tăng. Giáo sư úp một lá và kết thúc lượt. Đối thủ rút bài, triệu hồi dơi ma cà rồng ở thế công. Khi có lá bài này trên sân, mọi quái thú loại Undead hay còn gọi là bất tử trên sân của cô ta sẽ được tăng lên 200 điểm. Người sói bất tử tấn công tiêu diệt được Anti-Gear Soldier, dơi ma cà rồng tấn công trực tiếp khiến giáo sư còn 2.700 điểm. Giáo sư lật bài, kích hoạt ma pháp, thiệt hại ngưng tụ. Khi ông nhận phải tổn thất, có thể tìm trong bộ bài một quái thú ở cùng lượt đó và triệu hồi đặc biệt ở thế công. Đó là Anti-Gear Soldier, rút thêm bài, hy sinh quái thú để triệu hồi Anti-Gear Beast. Công dụng của quái thú này có thể vô hiệu hóa khả năng đặc biệt của quái thú đối phương, tấn công tiêu diệt được người sói bất tử, khiến quái thú đó không thể hồi sinh tiếp. Giáo sư cũng khét quá. Đối thủ rút bài, kích hoạt ma pháp môi trường Vương quốc bất tử Helvania bằng cách loại bỏ một quái thú loại bất tử trên tay. Cô ta có thể tiêu diệt tất cả quái thú ở trên sân, hy sinh lá chúa tể ma cà rồng tiêu diệt hết tất cả quái thú lẫn trên sân của mình. Nhưng khi dơi ma cà rồng bị đưa xuống mộ, có thể loại bỏ một lá cùng tên trong bộ bài thì nó sẽ được hồi sinh một lần nữa, tấn công khiến giáo sư còn 1.700 điểm. Ngay lúc này, Sudai xuất hiện để ủng hộ tinh thần cho giáo sư. Vậy mà thời gian qua, lúc nào ông cũng tìm cách hãm hại. Nhưng ngay những lúc sinh tử như thế này thì học trò vẫn ủng hộ mình hết lòng. Xem ra, sau trận đấu này, giáo sư sẽ có suy nghĩ khác về Sudai. Nhưng không biết còn sau này nữa hay không, khi đối thủ đang chiếm ưu thế. Giáo sư gượng dậy rút bài, triệu hồi Anti-Gear Golem. Át chủ bài của giáo sư đã xuất hiện. Do tác dụng của ma pháp vĩnh cửu nên không cần phải hy sinh để triệu hồi quái thú này. Tấn công tiêu diệt dơi ma cà rồng khiến đối thủ còn 1.200 điểm và quái thú này tiếp tục hồi sinh. Nhưng giáo sư kích hoạt Heavy Storm để phá hủy tất cả ma pháp và bài bẫy trên sân. Nhưng bước đi đây đã sai lầm. Đối thủ kích hoạt bài 7, Undead Pet. Mặc dù tất cả bài 7 của cô ta đã bị phá hủy, nhưng lá bài đặc biệt này chỉ được kích hoạt khi nó bị phá hủy và tác dụng của nó có thể triệu hồi đặc biệt người sói bất tử ở thế công. Cô ta hiểu rõ cách chơi của giáo sư vì đã có những con pet của mình nhìn trộm những lá bài. Tiếp tục kích hoạt ma pháp, cuốn sách của cuộc sống cho phép triệu hồi chú tể ma cà rồng ở thế công, loại bỏ quái thú này để triệu hồi Vampire Genesis, sức công tăng lên thành 3.200 khi có dơi ma cà rồng. Cảm thấy mình sắp bị lên dĩa nên đã quay sang nói những lời cuối với các học trò của mình. Vừa nói xong thì đối thủ tấn công tiêu diệt được Anti-Gear Golem. Khi giáo sư không còn gì để bảo vệ thì lần lượt tấn công và chiến thắng. Theo như giao kèo, linh hồn đã bị nhập vào con búp bê, nhưng vì cô ta không thèm nên đã trả lại cho nhóm Judai, lấy sợi dây chuyền, hẹn ngày tái đấu và biến đi. Trận thua đầu tiên của nhóm đã xảy ra.
Nhóm Zodai về nghỉ ngơi và bàn tính xem ai sẽ là người chiến đấu tiếp theo. Mọi người ai cũng nôn nóng xung phong, kể cả Zodai, chỉ có thầy Daitokuji là né tránh. Kaiser bỏ đi đâu đó, So lo lắng cho anh hai của mình nhưng chỉ nhận lại một nụ cười thay cho câu trả lời em hãy yên tâm. Lúc này thì những con dơi vẫn đang theo dõi, cô ta vẫn mong muốn đối thủ của mình là Kaiser. Đêm hẹn tái đấu đã đến, mọi người chủ động tiến thẳng vào lâu đài của cô ta. Các thành viên đều xung phong nhưng lần này đối thủ chủ động chọn Kaiser và anh ta đồng ý. Cùng mình xem người có năng lực nhất nhóm của Zodai có phục thù được hay không nha. Luật chơi vẫn như cũ, đối phương đi trước, rút bài, triệu hồi Vampire Lady ở thế thủ, úp một lá và kết thúc lượt. Kaiser rút bài, kích hoạt sớm ma pháp Power Pawn, sau đó dung hợp các quái thú loại máy móc có trên tay là ba quái thú Cyber Dragon để triệu hồi Cyber End Dragon. Do tác dụng của ma pháp, sức công của quái thú này sẽ tăng gấp đôi thành 8.000, nhưng khi kết thúc lượt sẽ phải chịu tổn thất tương đương với sức công ban đầu. Mới mở đầu mà Kaiser đã tung hết át chủ bài của mình, thể hiện một quyết tâm chiến thắng cực kỳ cao. Tấn công Vampire Lady, nhưng đối phương lật bẫy, chăn đỏ, có thể loại bỏ một quái thú loại bất tử trên tay và sức công của quái thú Cyber End Dragon sẽ được cộng vào điểm gốc của cô ta, 8.000 cộng 4.000. Chơi sao cho hết điểm bây giờ, nhưng Kaiser kích hoạt ma pháp tức thời, Diffusion, để tách quái thú ra, khiến tác dụng của lá bài 7 bên phía đối phương và rủi ro của Power Pawn xem như được hóa giải. Một pha tính toán có chừa đường về của Kaiser, úp một lá và kết thúc lượt. Đối phương rút bài, hy sinh Vampire Lady để triệu hồi chú tể Macaron, loại bỏ luôn quái thú này để triệu hồi đặc biệt Vampire Genesis tấn công. Nhưng bộ bài của Kaiser không chỉ có một mình Cyber End Dragon, anh ta lật bẫy, phản xạ tấn công, giúp Cyber Dragon tiến hóa thành Cyber Perry Dragon. Khi tấn công, quái thú này có thể vô hiệu hóa một đòn tấn công của đối phương trong một lượt, kích hoạt thêm chiếc hũ tham lam để rút thêm hai lá bài, kích hoạt ma pháp tức thời Photon Generator Unit, hy sinh hai Cyber Dragon còn lại để triệu hồi Cyber Laser Dragon. Ở mỗi lượt trước khi tấn công, quái thú này có thể tiêu diệt bất cứ quái thú nào có sức công lớn hơn nó, thế là Vampire Synergist bốc hơi. Khi không còn quái thú nào để bảo vệ thì lần lượt tấn công trực tiếp khiến cô ta còn 800 điểm. Tuy Zodai là nhân vật chính nhưng xem ra để đánh bại được Kaiser thì chưa đủ tuổi. Tiếp tục úp một lá và kết thúc lượt. Đối phương rút bài, kích hoạt ma pháp Phantom Gate. Tất cả mọi người đều chưa từng biết lá bài này, công dụng của nó là tiêu diệt hết tất cả quái thú trên sân. Chưa hết, nó còn có thể triệu hồi đặc biệt một quái thú đã được triệu hồi trước đó. Nhưng để làm được điều này, cô ta phải tế đi linh hồn của mình. Nếu thua trận đấu, linh hồn sẽ bị kẹt mãi trong trò chơi. Một lá bài bóng tối được dùng cho một trận đấu bóng tối. Dù gì thì tình hình hiện tại của cô ta đang yếu thế nên đâu còn gì để mất, đúng không nào? Nhưng căng ở chỗ, cô ta không sử dụng linh hồn của mình mà bắt xô thế chỗ. Kaiser đã bị nắm bắt điểm yếu chết người, thế là cô ta triệu hồi lại Cyber End Dragon trên sân mình. Đối phương dùng quái thú ác chủ bài của mình để đấu với mình. Đã vậy, nếu Kaiser chiến thắng, linh hồn của So sẽ bị kẹt mãi trong trò chơi. Hiện tại, lá bài úp của anh ta là Call of the Hounded, có thể triệu hồi lại Cyber Perilous Dragon để đánh bại được Cyber End Dragon. Nhưng nếu chiến thắng thì em trai của anh sẽ biến mất. Mặc dù vẻ bề ngoài của anh luôn lạnh lùng, ra vẻ là không quan tâm đến So, nhưng sâu bên trong anh luôn theo dõi, ủng hộ và tin tưởng em trai của mình, quyết định buông trận đấu. Đối phương thừa thắng xông lên, tấn công và chiến thắng trận đấu. Theo như giao kèo, cô ta đã có thứ mình muốn, một sự mất mát vô cùng lớn với nhóm Zodai khi hai ngày liên tiếp đã đánh mất đi hai người quan trọng. Cùng xem những thành viên còn lại có thể chiến thắng tà ác và có một phép màu gì đó hay không nha. Mình xin phép tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Nếu các bạn thích video, hãy cho mình một like để tạo động lực làm thêm nhiều video nữa nha. Bye bye!